Dạ, Đỗ Thanh nhà đất Bình Phước kính chào quý cô chú anh chị, quý nhà đầu tư đã quay lại với kênh của Thanh, chuyên review đất nhà vườn chính chủ, sổ sách pháp lý an toàn, hình ảnh thực tế, giá không ảo không kê. Hiện tại Thanh có mặt ở đây là ngay khu khuôn viên hồ câu cá, hay còn gọi là khu vui chơi giải trí thuộc của ấp Tân Hòa, xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Thanh quay và giới thiệu cho cả nhà cùng theo dõi với em một lô đất chủ nhà giảm mạnh hơn 50%, được chính chủ gửi bên tụi em quay bán, sổ sách pháp lý rõ ràng, đã có sẵn 100m đất thổ cư và sổ của mình là bìa hồng cầm tay, test thông tin quy hoạch là phun hồng thổ cư. Hình ảnh video Thanh quay ở đây là hoàn toàn là đúng đủ, và trong quá trình mua bán mình sẽ có địa chính vào đo đạc, cắm mốc, cắm danh cho cả nhà mình. Đặc biệt cái khu mà Thanh đang quay ở đây, cả nhà nhìn quan sát từ phía xa cũng thấy được những hồ câu cá giải trí, và ở đây kế bên hồ câu cá của mình sẽ có những nhà chuyên xây về thiết kế nghỉ dưỡng. View nghỉ dưỡng ở đây là cực kỳ đẹp nha quý cô chú anh chị của mình. Lô đất hôm nay Thanh quay là nằm ngay trên cái mặt tiền trục nhựa chính của ấp Tân Hòa. Ở đây của mình là dân cư, cáp điện wifi là đầy đủ. Và theo tuyến đường Thanh đang quay ở đây, để quý cô chú anh chị di chuyển ra đường quốc lộ hay còn gọi đường DT759B, chỉ dao động vào có 900m. Lô đất hôm nay Thanh quay sẽ là hướng Tây, và chiều ngang cái mặt tiền lộ nhựa Thanh đang quay ở đây sẽ được là 5m, chiều sâu hai cạnh là 51, với tổng diện tích của mình sẽ được là 258,8m². Mọi thông tin quý cô chú anh chị liên hệ trực tiếp với Thanh để kết bạn Zalo, Thanh gửi hình sổ, gửi vị trí, và trong quá trình di chuyển cả nhà liên hệ với Thanh để mình được gặp chính chủ và đi đến giá mua bán hợp lý nha quý cô chú anh chị của mình. Xung quanh cái mảnh đất hôm nay Thanh quay là ranh giới đầy đủ, đã có địa chính vào đo đạc, cắm mốc, cắm danh của mình ở đây là đầy đủ. Và trước màn hình cái lô đất thì cả nhà sẽ thấy được là có cáp điện wifi, toàn bộ của nhà nước của mình là chạy dọc trên con đường của mình. Và đường của mình ở đây là đường thông dẫn từ ấp Tân Hòa lên tới ngay ra đường DT759B, cũng giống như một hình chữ U á nha quý cô chú anh chị của mình. Mặt bằng lô đất hôm nay Thanh quay là bằng phẳng, không nhấp nhô, không gồ ghề. Chất đất của mình ở đây sẽ là đất đỏ pha sỏi quý cô chú anh chị của mình. Mặt bằng trung bình cái lô đất hôm nay Thanh quay đó, bình thường nếu như chủ nhà của mình mà chưa cần tiền thì với một lô đất như hôm nay Thanh quay là người dân của mình ở đây mua tới 400 triệu quý cô chú anh chị. Và hôm nay anh chị chủ đang cần tiền giảm mạnh hơn 50%, bán là chỉ có 205 triệu, bao sổ sách pháp lý toàn bộ cho quý cô chú anh chị của mình. Dạ đây thì tính từ vị trí của tay Thanh chỉ, đồng thời là cái mốc đầu tiên, từ đây để mình chạy thẳng xuống phía dưới, chiều dài hai cạnh sẽ được là 51, sổ của mình là đầu đuôi vuông vức, chạy dọc theo cái mặt tiền đường nhựa đây của mình sẽ được là 5m, và cái mặt tiền của mình sẽ là hướng Tây nha quý cô chú anh chị của mình. Vị trí lô đất Thanh đang quay ở đây để quý cô chú anh chị di chuyển xuống thành phố Hồ Chí Minh sẽ dao động vào bán kính là từ 140 tới 150 km tùy theo khu vực của cả nhà mình di chuyển. Và từ các tỉnh thành lân cận di chuyển lên trên em thì cả nhà có thể sệt vào Google Maps để biết được số vị trí km mình di chuyển chính xác nhất nha cả nhà. Còn như quý cô chú anh chị của mình mà chưa thông thạo về đường đi lối lại đó thì kết bạn với hai số Zalo của em là 032 9393 717 hoặc 0362 176 779 để Thanh gửi vị trí cho quý cô chú anh chị của mình di chuyển an toàn và nhanh nha cả nhà mình. Tới đây là đồng thời hết 5m chiều ngang của mình. Từ đây cả nhà di chuyển theo một cái đoạn thẳng thôi là chiều dài là 51m. Mặt bằng của mình là bằng trang như một cái sân banh như thế này luôn. Xung quanh dân cư, nhà cửa, view nghỉ dưỡng của ấp Tân Hòa, hồ câu cá. Nằm tại đây thì cả nhà có thể xây một căn nhà hoặc là làm một cái quán ăn uống, sinh hoạt, bán cần câu, đồ ăn cho người dân của mình ở đây, đến đây mà câu cá đó. Thì Thanh thấy cũng phù hợp để cả nhà có thể là mua một lô đất, mua làm của, đầu tư, buôn bán. Hoặc là mình có thể là view nghỉ dưỡng, thư giãn, cuối tuần nhà mình có thể lên với một hồ câu cá đặc trưng ở Tân Hòa, Tân Tiến này nha quý cô chú anh chị của mình.
Nếu như cả nhà mình đã lên tới Tân Tiến, chỉ cần nhắc tới hồ câu cá ở ấp Tân Hòa thì ai cũng biết được là cái view của mình ở đây và đất của mình ở đây. Đường là đường ngay một trục chính từ đường DT cả nhà di chuyển vào, chỉ có đúng một đoạn thẳng thôi. Đó là mình đi đúng 900 mét là sẽ tới cái lô đất hôm nay Thanh quay. Đây, phía sau của mình là có ranh giới cọc mốc là chôn đầy đủ hết như thế này luôn. Quý cô chú anh chị, từ đây của mình sang bên kia và ở đây của mình là có còn 4 lô. Chủ nhà đang muốn xả lỗ tổng thể hết là 4 lô đây nha quý cô chú anh chị mình. Dạ, thì trong thời gian Thanh quay và giới thiệu, cả nhà thấy mảnh đất Thanh quay phù hợp thì cho gọi điện trực tiếp cho Thanh. Ví dụ như nguồn đất Thanh quay ở đây chưa đủ và cũng chưa đáp ứng được nhu cầu của quý cô chú anh chị thì cả nhà sẽ bấm trực tiếp vào trong kênh của em là Đỗ Thanh Nhà Đất Bình Phước để tham khảo thêm những video Thanh quay từ đất nền, đất xào, đất kèm nhà, đường DT, view sông, view suối, rất mong sẽ phù hợp với nhu cầu của quý cô chú anh chị của mình. Và quý khách hàng đã đón nhận được cái clip của Đỗ Thanh thì ủng hộ cho Thanh một nốt like, một nốt đăng ký để đón nhận những video Thanh quay và gửi lên hàng ngày. Rất mong sẽ có những sản phẩm phù hợp với nhu cầu của quý cô chú anh chị của mình ha. Đây, lô đất Thanh đứng ở đây là thông, thoáng, đường rộng, mặt bằng đẹp, khu dân cư, nhà cửa và những tiện ích cũng như là khu vui chơi giải trí của mình là rất tiện ích ở ngay lô đất hôm nay Thanh quay. Khi cả nhà tới lô đất của Thanh quay hôm nay là sổ sẵn rồi nha cả nhà, mình có thể mua bán công chứng được trong ngày luôn, đó là tùy thuộc theo nhu cầu của khách hàng của mình. Còn như quyền lợi của quý cô chú anh chị là mình được phép đặt cọc và thời gian công chứng của mình sẽ là 1 tháng quý cô chú anh chị. Còn trong quá trình cả nhà mua bán công chứng thì sẽ có một bộ mua bán kèm giấy hẹn của văn phòng cấp cho cả nhà mình cầm về để biết được là sổ sách ngày tháng lấy sổ của mình cụ thể như thế nào luôn. Đó, đây. Dạ thì nãy giờ là Thanh cũng di chuyển tương đối toàn bộ cái mặt bằng lô đất thì cả nhà cũng nắm được sơ lược cái lô đất hôm nay Thanh quay là nằm tại ấp Tân Hòa, xã Tân Tiến, có sẵn 100 m đất thổ cư sổ sẵn, cách đường DT của mình sẽ là 900 m, cáp điện wifi, dân cư là đầy đủ, thông tin quy hoạch là phun hồng thổ cư và xung quanh lô đất là dân cư, nhà cửa, khu nghỉ dưỡng là rất đẹp và đầy đủ và chủ nhà mong muốn bán hết là 205 triệu bao sổ sách nha quý cô chú anh chị của mình. Dạ thì đến đây Thanh xin kết thúc video. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý cô chú anh chị, quý nhà đầu tư. Hẹn gặp cả nhà tại những video tiếp theo của Đỗ Thanh nha.